Xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống khỏe với bác sĩ Wintrend được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Wintrend Official. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ cập nhật với quý vị về đại dịch Covid-19 thông qua những con số mới nhất, những cái xu hướng, những cái trend của những con số này và tôi nói tí xíu về một cái khái niệm rất là quan trọng trong dịch tễ học gọi là flattening the curve hay là làm cho cái đường cong nó phẳng lại và tại sao cái việc này có thể giảm ngăn ngừa đại dịch Tôi cũng sẽ nói tí xíu về những cái xét nghiệm mới nhất của bệnh Covid-19 tại Hoa Kỳ và cuối cùng là trả lời câu hỏi của quý vị là cái con SARS-CoV-2 này có thể sống bao lâu ở bên ngoài và sống trên những cái bề mặt nào Kính quý vị, quý vị cũng biết rằng là những con số về Covid-19 hay còn gọi là virus, uh, virus SARS-CoV-2 hàng ngày hiện lên trên YouTube, trên báo hoặc trên rất là nhiều thông tin khác. Thành ra quý vị chắc cũng biết là con số bao nhiêu, thành ra trong những cái cập nhật của tôi, tôi sẽ ít nói về những con số tại vì quý vị sẽ biết nhiều hơn uh, những con số này. Tuy nhiên, có một cái điểm mà tôi muốn chỉ ra trong những cái phân tích của tôi á, là tôi phân tích cái xu hướng hay còn gọi là cái trend. Tại vì đây là một những một trong những cái điểm rất là quan trọng trong bất kỳ cái dịch bệnh nào là chúng ta phải xem cái xu hướng của cây bệnh nó như thế nào. Và cái điểm thứ hai là khi mà tôi nói về Covid-19, tôi muốn là khi quý vị nghe xong bài nói chuyện của tôi, quý vị cảm giác là nó có thể mang một chút xíu gì lợi ích cho tới quý vị. À, những bài nói chuyện của tôi là tôi muốn truyền tới quý vị một cái nội dung rõ ràng, một cái thông điệp là quý vị có thể làm gì còn nên làm gì dựa vào những cái khuyến cáo bây giờ. À, thành ra quý vị sẽ thấy là tôi chia ra những cái bài nhỏ khác nhau cũng giống như cái bài gần đây nhất là tôi nói về cách à, chăm sóc người lớn tuổi trong đại dịch Covid-19 hay là những bài sắp tới đây tôi sẽ nói là những cái tin đồn trong Covid-19. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về chương trình cập nhật mà tôi thường nói về Corona à, cách khoảng một vài hôm, à, tôi sẽ nói một lần. Hôm nay ngày 13 thứ 6 tháng 3 tại Hoa Kỳ À, khoảng chừng sáu giờ rưỡi chiều California thì chúng ta thấy là tổng số ca mắc bệnh COVID-19 tiếp tục tăng nhanh trên toàn cầu khoảng chừng 145.000 ca Tuy nhiên, cái con số mà tôi thấy lo là con số ca đang bệnh hay còn gọi là, là active case Chắc quý vị còn nhớ là những cái bài nói chuyện về trước đó là tôi đã thấy cái sự quan sát là tăng lên đỉnh điểm khoảng mươi mấy ngàn rồi bây giờ giảm xuống mươi mấy ngàn nhưng mà ngày hôm nay khi tôi đang nói chuyện với quý vị thì có xu hướng những cái ca này lại tăng lên gần tới 70 ngàn. Đây là một cái điểm rất là nguy hiểm tại vì quý vị cũng thấy là chúng ta tưởng nó đã đi xuống rồi nhưng mà thật sự bây giờ nó đang đi lên lại có nghĩa là dịch dịch bệnh này đang bùng phát. Khi mà chúng ta phân tích kỹ hơn những con số này thì thấy là thật sự những ca dịch bệnh mà đang bệnh bây giờ là phần lớn là ngoài Trung Quốc. Ở trong số gần 70.000 ca đó chỉ có khoảng 14.000 ca là bệnh là tại Trung Quốc mà thôi còn phần còn lại bây giờ là chủ yếu chia ra những cái nước mới nổi lên ví dụ như Hàn Quốc, Italy hay là Iran như vậy dựa vào các con số bệnh ca đang bệnh bây giờ thì tại Trung Quốc chúng ta có thể nói rằng là dịch Covid-19 có lẽ đang đi vào phần cuối tại Trung Quốc ít nhất là đã đang đi chiều xuống giảm xuống còn hẳn dứt hay không thì chúng ta vẫn chưa biết và chúng ta cần thêm dữ liệu trong trong khi đó thì dịch Covid-19 tại Ý tiếp tục tăng lên rất là nhanh lên tới tổng con số mắc bệnh là 18.000 và số tử vong đã lên tới 1.300 người. À, Iran là đất nước thiêu sao ý với tổng số ca là 12.000 nhưng mà số tử vong thì ít hơn. À, một điểm quan trọng là số ca phục hồi tại Iran khá nhanh lên gần tới 3.500 người phục hồi phục à, so với con số tại ý. À, một cái nước mà tôi quan sát trong một thời gian gần đây và tôi cảm thấy là tôi khâm phục à, đó là Hàn Quốc. À, Hàn Quốc kiểm soát dịch cho tới bây giờ ở góc độ dịch tễ học có thể nói là khá là tốt. Bằng chứng là họ đã xét nghiệm rất rất là nhiều. Trong những video lần trước tôi cũng chỉ cho quý vị thấy rằng cái số lượng test trên một triệu người của Hàn Quốc là cao nhất trên thế giới và cho tới ngày hôm nay khi tôi đang nói chuyện với quý vị thì họ đã test vài trăm ngàn người và tỷ lệ họ tìm ra bệnh cũng không nhiều nhưng mà cái điểm quan trọng hơn là họ biết được cái ổ dịch bệnh đang ở đâu để họ khoanh vùng và từ đó họ cố gắng kiểm soát dịch bệnh Như vậy khi chúng ta đang nói chuyện ngày hôm nay thì những ca tại Hàn Quốc nó đang có tiếp tục xu hướng giảm à, số lượng bệnh tại Hàn Quốc bây giờ chỉ còn khoảng 8.000 và số ca mới mỗi ngày đây là một trong những chỉ số mà chúng ta quan sát để xem là à, bệnh dịch nó đang ở đâu thì có xu hướng giảm như vậy thì uh, Trung Quốc và Hàn Quốc đang cải thiện rất nhiều trong khi Châu Âu thì có vẻ như đang vật lộn và đang ngày càng khó khăn hơn như vậy tại Hoa Kỳ thì uh, như thế nào Hoa Kỳ thì con số tăng vẫn nhanh trong vòng vài ngày hôm qua uh, nhưng mà so với Châu Âu thì vẫn chưa tăng tới cái tốc độ đó nhưng mà so với những nước khác rõ ràng là tăng rất là nhanh khi tôi đang nói chuyện với quý vị vào chiều Cali thứ sáu này thì toàn quốc Hoa Kỳ đã có trên 2.200 ca mắc bệnh và 48 người chết à, và tốc độ thì có vẻ chậm hơn như tôi nói à, và dựa vào những cái thông số này chúng ta hy vọng là vẫn có thể đủ thời gian để giảm thiểu bệnh dịch đi theo một cái khái niệm khá là cơ bản trong dịch tễ học gọi là làm giảm đường cong hay còn gọi là flatten the curve kính thưa quý vị giảm thiểu lây lan là một trong những cái điều điều mấu chốt trong bất kỳ dịch bệnh nào. Quý vị còn nhớ những đại dịch như dịch cúm năm 1918 hoặc là những dịch gần đây nhất là dịch cúm H1N1 năm 2009. Một trong những cái điểm mấu chốt nhất mà CDC ở Trung tâm Kiểm soát Bệnh Hoa Kỳ và nhiều nước trên thế giới làm và họ đã làm khá tốt ở những đại dịch đó là ngăn ngừa lây lan. Tại vì virus quý vị chắc cũng nhớ rồi thật sự nó là không phải là một vật thể sống nó sống được nếu như có người truyền con lây những có vật chủ thể và truyền con lây vi con virus này tới những người khác nếu như chúng ta cách ly cái vùng bệnh và chúng ta để người khỏe tự phục hồi thì con virus này sẽ không có cơ hội phát tán và vì vậy dịch bệnh sẽ được dập tắt thì đây là một cái biểu đồ mà tôi vẽ uh, theo những cái hướng dẫn từ CDC Trung tâm Kiểm soát Bệnh Hoa Kỳ trong đó cái trục ngang à, hay còn gọi là trục x là thời gian và trục dọc là số lượng ca mắc trong một dịch bệnh thì nhìn vào biểu đồ này quý vị sẽ thấy là nếu mà chúng ta để dịch bệnh lan nhanh không kiểm soát là những cái vùng màu đỏ thì số lượng mắc bệnh nhân nặng sẽ tăng rất là nhanh và ngay lập tức nó sẽ vượt ra cái ngưỡng của hệ thống y tế chúng ta cho dù quý vị đang ở đâu tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam, Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Tuy nhiên nếu như chúng ta kéo dài được thời gian và làm giảm được cái đường cong, chúng ta đè cái đường cong nó xuống, hay còn gọi là flattening the curve, thì cho dù tổng số người bệnh cuối cùng là bằng nhau, có nghĩa là màu xanh và màu đỏ là giống nhau về diện tích, nhưng mà quý vị sẽ thấy là số người bệnh nặng vẫn còn nằm trong khả năng của hệ thống y tế của chúng ta, và đây là điểm mà chúng ta cần phải làm bây giờ. Chúng ta muốn covid, tổng số bệnh covid vẫn là màu xanh, có nghĩa là kéo dài thời gian lây nhiễm và giảm tốc độ lây lan của bệnh tại Hoa Kỳ rất là nhiều biện pháp đã làm để kéo dài thời gian lây bệnh như hiện nay tại Cali là không tụ tập đông người hủy các sự kiện đông đúc trên 200 người trở lên nhưng đây tôi cũng nói là những cái bài nói chuyện của tôi tại chùa tháng này cũng vừa hủy à, tôi cũng là diễn giả nói chuyện tại bệnh viện Methodist cũng hủy luôn và tháng sau tôi cũng là diễn giả nói chuyện tại một trong những cái hội nghị quốc gia về dược khoa à, có lẽ là sẽ được hoặc là sẽ bị hủy à, nhưng mà tôi khá là vui vẻ khi mà bị hủy xô như vậy. Tại vì cái quan trọng hơn là chúng ta có thể giảm được cái kéo thời gian kéo dài cái thời gian lây bệnh ra và bằng cách đó chúng ta giảm được đè xuống cái đường cong đó. À, một điểm cực kỳ quan trọng nữa là cái khả năng test bệnh nhanh hơn để khoanh vùng ổ bệnh là nhằm giảm thiểu cái sự lây lan mà tôi sẽ nói trong cái phần kế đây. Và hôm nay khi ta, tôi đang nói chuyện với quý vị ngày 13 tháng 3 thì À, Hoa Kỳ đã chính thức công bố đây là tình trạng khẩn cấp liên bang và do đó dùng rất là nhiều lực khác nhau kể cả tiền bạc, tài chính, nhân lực để cùng chiến đấu với đại dịch Covid-19 này. Và cũng ngày hôm nay, uh, FDA đã cho phép hãng Roche uh, là một trong những hãng dược phẩm lớn uh, có trụ sở tại Thụy Sĩ sản xuất test Covid-19 hàng loạt và bán ra thị trường và giúp số lượng tăng cái số lượng test cần thiết tăng rất là nhiều. Quý vị theo dõi những bài nói chuyện của tôi trong một vài tuần qua cũng nhận thấy là một trong những điểm tôi không thích ở CDC và chính phủ Hoa Kỳ năm nay là cái lượng test chúng ta sản xuất ít quá. Tôi đã từng nói một trong những cái điểm mà Hàn Quốc làm mà rất là nhiều nước có thể là nên học sau này là test rất là nhiều. Và chính vì test rất là nhiều họ khoanh vùng bệnh nhanh. Hoa Kỳ trong vòng một vài tuần đầu có vẻ thụ động và thậm chí cả CDC quý vị chắc còn nhớ là những cái test đầu tiên là phải gửi tới Atlanta chuột ra và mất khoảng từ 3 tới 5 ngày và như vậy thì chúng ta hoàn toàn không có biết được là người đó có bệnh hay không và cản trở và chậm trễ rất nhiều trong cái việc mà phòng chống dịch thì ngày hôm nay hãng Roche đã chính thức được phép bán cái test này tên là Cobas SARS-CoV-2 thì đây là một cái loại test mà dùng kỹ thuật RT-PCR mà tôi đã từng nói rất là nhiều lần là tìm ra cái gene hoặc là tìm ra cái con virus này dựa vào cái sinh phẩm cái sinh phẩm bệnh của người và chúng ta sẽ lấy cái mẫu này từ cái vòm họng hoặc là vòm mũi thì hiện nay các bệnh viện tại Hoa Kỳ đã có sẵn cái hệ thống test của hãng Roche à, là Cobas tám hay Cobas 8008 thì khi mà họ có test kit này thì họ xử lý sẽ rất là nhanh và với cái test này có thể là trên 4.000 test mỗi ngày và hãng Roche đang dự định là sẽ sản xuất à, vài triệu test một tháng và hy vọng là với cái số lượng sản xuất hiện nay thì số lượng test tại Hoa Kỳ sẽ không còn là một cái vấn đề nữa à, và quý vị cũng đoán được là chính vì điều này mà chứng khoán của Roche à, hôm nay đã tăng đến 7.4% một câu hỏi khác mà tôi không phải là một câu hỏi mà rất là nhiều câu hỏi về cái thời gian mà con virus SARS-CoV-2 này có thể sống bao lâu ở ngoài không khí tại vì khi mà chúng ta biết được á, là con virus này có thể sống như thế nào, thì cái cách mà chúng ta phòng bệnh, chúng ta ngăn ngừa bệnh cũng khác nhau. À, lần trước tôi có nói dựa vào một số nghiên cứu từ Đức thì cho thấy là vài giờ cho tới vài ngày. Nhưng ngày hôm nay, tin mừng là tôi có thêm thông tin cụ thể hơn và đặc biệt là thông tin này tôi rất là mừng là tại vì những cái nhà khoa học hàng đầu uh, trong dịch tễ học từ uh, Viện Sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, từ CDC và Bệnh viện UCLA. Thì trong bài này các nhà nghiên cứu so sánh khả năng sống sót của con SARS-CoV-2 và con SARS-CoV-1. Quý vị chắc còn nhớ SARS-CoV-1 là dịch SARS năm 2003, cách đây 17 năm và làm chết rất là nhiều người tại châu Á của chúng ta. Thì khi mà các nhà khoa học so sánh và tôi cho quý vị thấy những cái hình minh họa là họ so sánh giữa hai con và họ thấy rằng hai con virus này khá giống nhau về mặt cấu trúc lẫn tới các khả năng sống sót hay là còn gọi là khả năng ổn định ở bên ngoài môi trường. Cụ thể là như thế nào? Ở người gần người, ví dụ gần người bệnh thì nếu như mà họ đi ra khỏi rồi nhưng mà những cái hạt li ti trong không khí thì con COVID, con SARS-CoV-2 này vẫn có thể sống được trong vòng 3 giờ. À, và nếu như mà cái bề mặt là kim loại ví dụ copper là đồng thì nó có thể sống được 4 giờ đồng hồ. Và trên cái tờ giấy carton, à, những cái miếng như thế này thì nó có thể tồn tại 24 giờ. Và nếu ở trên những bề mặt nhựa hay là bề mặt những cái cửa sắt hay là những cái tay nắm thì có thể kéo dài từ 2 cho tới 3 ngày. Thì những thông tin này thật sự cũng không có khác lắm so với cái thông tin mà tôi nói lần trước từ những cái nhóm nghiên cứu từ Đức, nhưng mà hôm nay thì nó cụ thể hơn ở trên những cái bề mặt nào. Như vậy, cái điểm quan trọng hơn là chúng ta trong phòng dịch ngày hôm nay là chúng ta hạn chế đến những nơi đông người, chúng ta hạn chế tụ tập và chúng ta khi mà nếu mà phải đi ra những nơi đông người Thì chúng ta hạn chế Vịnh giờ tay nắm Hoặc khi quý vị đi vệ sinh hay restroom Cố gắng rửa tay thật là kỹ à, Và rửa tay, rửa tay và rửa tay Đó là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa Dịch cư vấn bệnh dịch ngay bây giờ Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sống khỏe Với bác sĩ Wintern và hy vọng là chương trình update Của tôi liên tục Và đây là video thứ 15 Hay 16 tôi đã nói về Con virus Corona Quý vị có thể search trên ở kênh youtube chính thức của tôi để tìm hiểu những video đầu tiên và cho tới bây giờ à, tôi thấy ngày càng chúng ta có nhiều thông tin hơn về con SARS-CoV-2 và chúng ta cũng có thể hiểu hơn nhiều về nó và hy vọng là khi mà chúng ta hiểu hơn thì cái kiến thức chính là cái vũ khí tốt nhất để mà chúng ta chống đại dịch ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.